Sau khi mình làm cái xong cái banner dạng nó full trang như vậy, rồi tiếp theo hướng dẫn các bạn làm cái banner 3/4. 3/4 là mình có danh, mình sẽ cho danh mục và sản phẩm này đứng yên sổ xuống đây, và một bên này đó là banner giống như trang này, đúng không? Thì đầu tiên thì mình sẽ cho danh mục sản phẩm này nó đứng, nó hiện ra luôn. Con này đang là Zeo nó mới hiện ra, còn này bây giờ mình cho nó là hiện ra luôn ha. Tùy biến. Rồi tùy biến Zeo header. Header. Rồi bánh răng cưa của thằng vertical menu, kéo xuống dưới đây, tích vô khép open on. Nếu mà ai tích rồi thôi, ai chưa tích thì tích vô ha. Tích vô đây nghĩa là luôn luôn show ra. Còn mình không tích vô đây thì nào tích vô nó mới show ra ha. Hai cái đó khác nhau. Rồi đó. Rồi bây giờ sau khi xong rồi đúng không, thì mình quay lại mình coi, quay lại mình coi. Bây giờ coi để luôn show đây đúng không? Show đây, Google show đây, đúng không? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay vô cái, bây giờ mình sẽ làm tiếp là sửa trang edit unit builder. Thế ngay chỗ này đã trang chủ mình nè, trang chủ mình nè, edit unit builder. Vô đây. Đó. Rồi cái cũ đây có nè, đáng lẽ tôi sửa cái cũ lại luôn, sửa cũ lại cũng được, nhưng mà tôi không sửa, tôi làm từ đầu luôn cho các bạn nắm luôn là các bước đầu tiên làm như thế nào. Tôi delete cái này để tôi làm từ đầu luôn ha, tôi delete cái này luôn nè, delete nè, delete shader này ha, tôi làm từ đầu luôn. Add element đầu tiên tôi phải tạo một cái bố cục có chia, có thể chia ha. Thì bố cục là dùng row nè, dùng row. Row là mình có thể chia một hàng bao nhiêu phần, một hàng mình chia được bao nhiêu phần thì mình dùng row. Ở đây á, khi dùng row thì nó hỏi là một hàng mình chia 3 phần, 2 phần, 4 phần, 1 phần, hay là phần lớn, phần nhỏ, phần nhỏ, phần nhỏ, phần lớn, phần nhỏ hay gì đó. Ở đây tôi sẽ chọn là cái loại là phần nhỏ, phần lớn, nghĩa là phần nhỏ trước, phần lớn sau. Nhỏ ha, đây nghĩa là ở đây là nó là này là 30-70 nè, đó nghĩa là 30%, 70% á, đây đó, đây đây đúng không. Rồi tôi mới chia lại là cái phần nhỏ của tôi chỉ lấy 2 thôi, chỉ lấy 2 phần, tổng cộng của mình là 12 phần, một từ 1 tới 12, hôm nay tôi lấy 12 phần, phần còn lại tôi lấy 10 phần, tôi lấy 10 phần, nghĩa làm sao 2 phần này cộng lại ra 12 là đúng. Mình chia như thế nào, mình chia có 12 phần á, mình chia bao nhiêu cũng được, trên một hàng mình chia ra 12, mình chia nhỏ nhất là 12 phần. Mình có thể chia là 3, mỗi người 3 là 4 phần. Ở đây tôi chia là thằng 2, thằng 10 là bên 2, bên 10 đúng không? Đúng chưa? Bên thằng 2 thì tôi không bỏ gì hết, tôi để đó cho nó thòng cái thằng danh mục sản phẩm xuống. Rồi bên phần 10 tôi sẽ làm tiếp tục. Trong đây tôi sẽ add to column, add to cái gì đây? Tôi muốn ở trong cái phần lớn này á, có cái slider chạy qua chạy lại, thì tôi sẽ tạo một cái bố cục slider nha. Slider đó. Thì bây giờ nó quay vô cái bài toán, quay vô cái bây giờ sẽ quay vô cái bài hồi sớm là slider, đúng không? Slider thì trong slider đây mình sẽ mở ra, khi mình làm mình mũi tên nó mình sẽ mở ra hết nha, mở ra hết nè, mũi tên đi xuống nè, mở ra add to slider. Mình sẽ tới đây là nó hỏi mình muốn cái banner hay email. Banner là hình ảnh thiết kế sẵn bên ngoài đem vô, kích thước ok rồi đem vô, còn sorry, email là kích thước cố bên ngoài làm sẵn rồi,
thiết kế sẵn rồi đem vô. Còn banner là mình vô đây mình cắt lại cái thước rồi mình viết chữ lên hình, không? Đối với trường hợp này tôi dùng banner ha, tôi dùng banner. Đó, banner. Banner ở đây tôi sẽ dùng tôi dùng trống luôn đi, tôi không viết chữ lên hình. Rồi kích thước ở đây tôi khoảng dùng khoảng là 450 thôi, 450 không cao lắm, 450. 450 cho nó vừa, tại vì cái thằng danh mục sản phẩm của tôi không 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 có cao quá cho nên tôi dùng ngắn. Tôi dùng chiều cao ngắn thôi. Còn cái danh mục sản phẩm của bạn cao thì bạn sẽ dùng này cao theo. Ảnh bỏ vô. Ở đây thì mình sử dụng ảnh ảnh nào cũng được. Ví dụ tôi sử dụng một ảnh này. Tải tập tin lên. Tôi sẽ dùng slider đây. Ở đây ví dụ đi. Những cái hình nào mà kích thước mình chưa có đúng á thì mình dùng banner bạn vô đây mình sẽ gọt nó lại nha. Còn những hình nào mà kích thước mình đúng rồi á thì mình sẽ dùng email để đưa lên nó theo chuẩn luôn đó. Đối với tấm hình này tôi kích thước tôi chưa có đúng lắm nên tôi sẽ dùng banner vô đây tôi gọt lại nha. Vô đây gọt lại này bằng cách kéo này kéo lên xuống để mình gọt lại này nó thấy không đó, thấy chưa? Size này mình dùng ví dụ original nè. Đó. Khi hình ảnh những hình ảnh mình dùng mà nó up lên đây á mà nó nặng dung lượng nó nhiều thì mình sẽ sử dụng một cái phần mềm là cái Serum này tải về để mình làm nhẹ cái tấm hình mình lại đặng cho khi mà lên website nó load nhanh lên, chứ cái hình mình là mình mà chất lượng mình muốn cái ngon mà cái hình mình nặng quá lên nó sẽ load chậm, làm cho chậm website mình. Mình sử dụng cái này tuy mình nén lại nhưng mà cái hình của mình chất lượng nó vẫn còn, hiểu không? Dùng cái hình này nhớ apply rồi sau đó mình tiếp tục mình dùng tiếp cái banner mình dán vô nữa đó. Ở đây có một cái thủ thuật rất là hay, sau khi mình xào sửa mình làm cái banner thứ nhất nó ok rồi thì mình sẽ sử dụng công cụ duplicate để mình nhân bản cái banner thứ nhất ra một lần nữa giống với cái cài đặt của cái banner mình vừa làm để cho nó tiết kiệm thời gian. Sử dụng công cụ duplicate nhớ nghe, bánh ăn cưa nè, duplicate thì mình sẽ nhân bản thêm một cái banner thứ hai ra vậy nhưng mà cái hình nó lại giống nhau. Mình sẽ thay đổi cái hình ở dưới này thôi, chỉ cần thay đổi là xong, phải không? Thay đổi change media, đổi tấm hình tiếp tục, đổi tấm hình ha. Đây ví dụ như vậy. Rồi đó là mình update là mình xong. Sau khi xong rồi á thì mình sẽ qua đây mình copy cái này để qua đây mình coi ha. Mình vừa làm xong mà qua đây mình coi coi cái kích thước với kích thước của mình banner với cái vertical nó ok chưa, chưa ok mình sẽ chỉnh tiếp nha. Mình nhìn đây mình nhìn mình thấy mình thấy cái banner của mình bây giờ các bạn đúng không, cái vertical menu nó tràn qua đúng không, nó tràn qua bị che một miếng nè thì mình phải chỉnh lại, mình chỉnh lại ha. Ở đây á mình chỉnh lại, ở đây nó sẽ có hai phần, phần 2 và phần 10 đúng không. Phần 10 này á option nó để option nó bên đây nó có cái padding và margin. Padding là khoảng cách bên trong, margin là khoảng cách bên ngoài, thì mình sẽ chỉnh chỉnh khoảng cách bên trong của cái hàng này nó cách bên tay trái bao nhiêu, 50 à, cách bên trên cách trên menu á là 5 ha, là trên đó bên trên đúng không, trên phải dưới trái nè, nó này trên phải dưới trái này rồi 50 update. À, mình ép nam lại coi
Đó. Thì nó vừa qua vừa đẹp đúng không nè, sáng luôn, sáng luôn. Đúng không? Đó. Sáng luôn. Đó là xong cái banner này. Mình muốn thêm gì bên trong banner nữa, mình thêm hình ảnh em may hay gì đó, mình cứ vô cái ruột bên trong mình thêm vô. Nghĩa là cái bố cục của mình là chia làm 1 2. Trong đây có shader, bên trong shader có những cái gì, nội dung gì hiện ra, banner hay là email hay gì đó hiện ra thì mình bỏ video, hiện ra thì bỏ video. Muốn bỏ video cũng được, add to shader bỏ video vô là mình bỏ video vô thôi. Đúng không? Video cũng đó, mới có một cái video ở đây đây, nó không có video. Muốn video phải làm cách khác, video và phải add một cái rau và mới bỏ vô video được nha. Video tính sau đi, hiện tại mình tới đây ha. Tới đây là mình sẽ hoàn thành cái phần là banner, banner slider dạng 3/4 dành cho những bạn nào mình xài cái danh mục sản phẩm thòng xuống đây. Được chưa? Rồi các bạn thực hành phần này đi nha. Rồi tiếp theo sư sẽ làm tiếp. Rồi sau khi mình làm xong cái này rồi, làm cái này là trên cái màn hình desktop. Thì nếu trên điện thoại di động mình làm sao? Trên điện thoại di động thì mình bấm qua cái biểu tượng điện thoại di động này thiết kế lại nè ha. Đó. Thì có hai cách. Một á là mình sẽ ẩn cái này đi luôn trên điện thoại. Mình chỉ là only for mobile. Đó, only for desktop, sorry. Only for desktop. Ẩn luôn rồi sau đó mình làm một cái trên điện thoại riêng. Cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình chỉnh kích thước hai thằng về đồng nhất, visible lại đi, visible lại, chỉnh kích thước hai thằng đồng nhất nha. Thì ở đây cái thằng rau này nè, thằng này, cái thằng này không có xài nè, cái thằng này trên đây điện thoại mà không cần xài, thì ở đây mình ẩn đi luôn nè, option đó nè. Dưới đây mình chỉ là hide and for mobile là ẩn đi luôn phần này đi, tại trên điện thoại cái khung đầu tiên cũng xài. Cái khung thứ hai này khung thứ hai này thì ở đây trên điện thoại thì mình không cần cái padding này đâu. Điện thoại cái chỗ nào mà có dấu chấm tròn này nè, thấy không, chấm tròn này, thấy không, chấm tròn chỗ nào mà khi mình chỉnh mà có dấu chấm tròn là mình chỉnh trên điện thoại nó khác, trên laptop nó khác. Nghĩa là khi mình chỉnh điện thoại trên laptop không ảnh hưởng, hiểu không? Bấm lia đi luôn, lia này luôn, không lia được mà bấm không chứ, không đi, bấm này không luôn, đó, không, không cho trở về ngay giữa. Rồi kích thước cho điện thoại đúng không? Thì banner nè, bấm xanh nè, thước cho điện thoại cái chỗ này có dấu chấm tròn, khi là mình chỉnh kích thước trên điện thoại. Nghĩa là nó đang lấy kích thước của bên máy tính qua là 450, nhưng tôi muốn trên điện thoại kích thước là 350 chẳng hạn, hoặc là 300. Đó, tức là 300. Bên đây cũng vậy, tôi muốn kích thước trên cái nào có dấu chấm tròn là mình chỉnh được nha. Khi chỉnh trên điện thoại và laptop á thì cái nào có chấm tròn thì mình chỉnh được. Chấm tròn ở đây chỉnh được nè, chấm tròn chỉnh được nè. Cái nào không có chấm tròn là không chỉnh được thôi. Ha, đó. Chỗ này delete luôn đi cho nó gọn đi. Đó. Delete cái textbox đi. Delete cái textbox luôn. Tại mình xài cái chữ bên dưới rồi. Đó. Đó, thì qua desktop là vậy. Mình qua điện thoại là vậy, kích thước nó kéo giãn về vậy. Đó. 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 Rồi các bạn muốn ở kích thước trên điện thoại em sẽ design trên điện thoại kích thước khác, và em sử dụng trên máy tính kích thước khác thì mình sẽ làm khác. Thì mình sẽ làm như sau, nguyên chai luôn đi, double cây lên. Mình sẽ làm hai phần, phần điện thoại riêng và phần laptop riêng cho nó dễ. Chỉnh chai nè. Cái này là hidden for mobile nè. Phần này hidden for mobile. Còn thằng này only for mobile, hai thằng. Only for mobile. Only for mobile rồi, ok, vậy đi. Thằng này trên này là laptop, mình đổi là laptop nha. Đặt, làm dấu laptop, còn dưới này là mobile nè. Làm vậy đi ha. Đó, làm vậy. Thằng dưới mobile này thì mình chỉ để bỏ hai này đi. Delete.
Đó, kéo cái này vô. Đó, cái này thì mình để bí sĩ bù ly bình thường lại, tại mình ẩn thằng cha rồi, cho nó ẩn hết. Khi thằng cha ẩn là con ẩn hết nha. Đó, mới làm vậy mới được, chứ mình làm cách tôi, cách đầu tiên nó bị sai. Cách đầu tiên cũng được nhưng mà nó sẽ bị sai. Laptop, laptop thì hiện ngày này, còn mobile hiện này nha. Đó. Đó, thì ở đây mình sẽ thấy là hai thằng đúng không? Đây. Đó, còn qua mobile nè. Test mobile thì mình nhấn cái chỗ edit phải ở đây ha. Bấm vô cái chỗ em máy tính nè. Rồi xong rồi vô cái biểu tượng bấm vô cái biểu tượng là cái điện thoại nè. Đây mình muốn test với cái điện thoại nào. Ví dụ test điện thoại nhỏ nhất, đây điện thoại iPhone 6, iPhone 4, iPhone gì đó, iPhone, dù tôi muốn iPhone X đi đi. Đó, rồi sau đó tôi chọn ở đây là 100%. Là tôi thấy là trên cái tôi nhìn nè, trên cái điện thoại tôi chỉ có cái hình này, hình kia ở trên máy tính, hình này trên điện thoại, thì mình phải thiết kế làm sao cho hai hình, đúng không? Bên đây mình nói nè, đúng không? Laptop và mobile rõ ràng thông qua cái phần là VCPT, chỗ này Iron for mobile và chỗ này là only for mobile, là chỉ hiện mobile thôi. Nó thì mình bỏ hai tấm hình vô đây, bỏ hình vô đó. Mình đây mới bỏ một tấm à, mình đây mình bỏ hai tấm nó khác nhau nha. Hồi nãy tôi mà hồi lúc trước lúc đầu mình làm là do lúc đầu mình làm bị sai, là do mình ẩn thằng con cho nên nó bị không hiểu, cho nên mình phải ẩn cha nha. Đó là mình chỉnh cho mobile ha. Rồi kết thúc video đây luôn ha.